Hello, chào các anh em, chào mỗi thằng mình. Nếu như các anh em nào có cái thắc mắc là những chai nước hoa bán ở ngoài store hoặc plaza 100 đô, 200 đô thì cái chi phí sản xuất thực tế mà nhà nước hoa phải bỏ ra là bao nhiêu khi cho ra mắt một sản phẩm, hay tại sao như là hoa niche thì cái giá thành của họ thường cao hơn so với những chai nước hoa phổ thông. Nếu như các anh em nào có những cái trăn trở như thế thì trong video của mình ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các anh em cái chi phí sản xuất của một nhà nước hoa thông thường phải bỏ ra để cho ra mắt một sản phẩm. Tất nhiên những con số mình nói ở đây chỉ là tương đối, và mình sẽ giải thích tại sao nước hoa niche đa phần giá cả phải cao hơn so với mặt bằng phổ thông. Tất nhiên đấy cũng là quan điểm của mình. Ok, let's go. Trước tiên chúng ta cùng nói qua về chi phí sản xuất của một hãng nước hoa phải bỏ ra khi cho ra mắt một sản phẩm. Cái chi phí sản xuất này nó gồm rất nhiều những yếu tố, nhưng ở đây chúng ta chỉ cần nên biết một vài yếu tố thôi. Còn ví dụ về lợi nhuận chia cho nhà phân phối, đại lý bán lẻ thì chúng ta không bao giờ có thể biết được. Mà đây điều đầu tiên chúng ta cần nên biết đó là cái chất lỏng ở trong chai này. Thông thường theo như chia sẻ của perfumer Olivia Krebs, maximum các nhà nước hoa phải bỏ ra đó là 1.5 euro để pha cái chất lỏng này. 1.5 euro đổi ra đô là khoảng 2 đô. Và theo như chia sẻ của perfumer này thì thông thường mình không biết là niche là bao nhiêu, nhưng với các hãng nước hoa phổ thông thì thông thường maximum là 2 đô cho cái chất lỏng ở trong chai này. Đó. Và cái thứ hai, chi phí thứ hai đó là các hãng nước hoa sẽ phải trả cho perfumer và ekip của họ khi mà pha mùi. Chỉ có một vài các hãng nước hoa có perfumer riêng, ví dụ như Chanel, Hermes vân vân. Còn lại ví dụ như Dolce & Gabbana, một số các hãng nước hoa khác, Yves Saint Laurent chẳng hạn, họ không có perfumer, mà lúc đấy họ sẽ làm việc với các hãng pha chế hương liệu như là Givaudan, Firmenich, IFF vân vân. Và các cái perfumer đang làm việc cho công ty đó sẽ làm việc với các hãng nước hoa này để mà pha chế mùi, và khi đó các hãng này sẽ phải chi trả tiền cho perfumer, cho ekip của họ trong cái quá trình tạo nên cái dung dịch ở trong chai này đó. Và cái chi phí đấy các hãng cũng phải chịu. Chi phí thứ ba mà các hãng phải chịu đó là nắp này, chai này, vòi xịt và tem. Đó, bốn thứ này. Thì theo như Jeremy Fragrance chia sẻ thì mỗi một công đoạn này thường khoảng 15 cent. Nhưng mình không nghĩ rằng là chỉ có mỗi 15 cent. Nó tùy thuộc vào cái chất lượng mà chúng ta muốn đặt. Và theo như Andy Tower, một nhà nước hoa độc lập chia sẻ thì thông thường cái mức giá cho những công đoạn này nó sẽ dao động khoảng từ 3 đến 6 đô. Thì mình nghĩ rằng đó là một con số hợp lý. Đó. Và cái nữa đó là hộp. Hộp và công đoạn đóng gói. Có nghĩa là sau khi mà hoàn thiện xong hết rồi thì hộp về này và đóng gói, thì cái chi phí này các nhà nước hoa cũng sẽ phải bỏ ra để chi trả. Và cái nữa đó là marketing, hay còn gọi là quảng cáo. Ví dụ nhắc đến sản phẩm Dior Sauvage, chúng ta sẽ nhớ đến ngay Johnny Depp, bởi vì anh đã quảng bá, nhận lời làm quảng bá cho sản phẩm này. Theo như mình được biết thì nhà Dior đã phải trả cho Johnny Depp khi mà quảng bá Dior Sauvage bản EDT này số tiền là từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi đô, gọi là tiền cachet đấy, cho anh ấy khi mà nhận lời làm quảng cáo cho thương hiệu này, cho sản phẩm này thì đúng hơn. Và chúng ta có thể thấy là cái số tiền cũng không phải là rẻ. Đó, thì tổng quan lại, có những cái chi phí mà các nhà nước hoa sẽ phải bỏ ra đó là chất lỏng trong chai này 2 đô, maximum là 2 đô. Tiền lọ, tiền nắp, tiền vòi xịt, tiền tem là dao động từ khoảng 3 đến 6 đô, hoặc là có thể 15 cent theo như Jeremy Fragrance thường nói. Hộp này, đóng gói, tiền chi trả marketing và tiền chi trả cho perfumer và ekip của họ, tiền thuê để pha mùi. Đấy là những con số mà họ sẽ phải bỏ ra, chưa kể những khoản chia lợi nhuận sau khi mà phân phối cho các nhà phân phối hoặc là các đại lý bán lẻ. Thì ở đây cái điều quan trọng nhất đó là cái số tiền mà các hãng chi trả vào cái chất lỏng này là chỉ có 2 đô mà thôi. Còn lại thì họ sẽ phải bỏ ra rất nhiều cho những khoản khác
để có thể ra mắt một sản phẩm cho chúng ta được thưởng thức. Đấy, đó là những cái chai nước hoa của dòng designer. Còn bên niche, bên niche thì tại sao những sản phẩm của họ thường có một cái giá thành cao hơn so với các cái sản phẩm phổ thông? Thông thường chúng ta thường được đọc ở trên Google thì hoặc là những bài viết ấy, thì có một vài gạch đầu dòng. Điều đầu tiên đó là họ thường sử dụng nguyên liệu cao cấp hơn so với các dòng phổ thông. Và cái thứ hai là cái phân khúc khách hàng của họ, họ phục vụ cho một phân khúc khách hàng riêng biệt, và cái mức giá họ đưa ra là nó xứng đáng với phân khúc khách hàng đó. Có nghĩa là cái quan trọng là cái chất lượng mùi, khoảng 300, 400 hoặc thậm chí là 500 cũng không thành vấn đề, bởi vì nó ưu tiên là về cái chất lượng của cái mùi hương mà họ sẽ mang đến, cái cảm nhận, cái cảm xúc họ sẽ mang đến cho khách hàng. Đối với mình thì thực tế những cái lý do đó không thực sự là thuyết phục, bởi vì mình đã từng được chị nghe chia sẻ một anh perfumer độc lập, đó là anh đã từng thắc mắc là có những hãng nước hoa chia gọi là sử dụng những cái nốt tự nhiên, 100% tự nhiên. Ví dụ như đây là một chai nước hoa của niche của Mỹ, hãng niche của Mỹ, mà nó có tên là đây là hãng làm một mùi và đây là mùi chai Osmanthus hoa mộc. Và các anh em có thể thấy đó là juice của nó là màu trắng. Nhưng thực tế mà nói thì theo như anh này thắc mắc là nếu như tinh dầu 100% thuần, gọi là tinh dầu tinh chất ấy, thì màu chuẩn của nó phải là màu nâu sẫm đó, màu nâu sẫm chứ không phải là màu trắng. Và anh ấy chia sẻ rằng thực tế là anh ấy cũng không rõ là là như thế nào. Tất nhiên ở đây thì đại khái là mình chỉ nói thế để mà các anh em hiểu rằng không phải là họ nói cái gì thì mình cũng tin. Mình không nói là các nhà nước hoa niche là thế này thế nọ, nhưng ý mình muốn nói rằng không phải những cái gì mà chúng ta nghe được thì chúng ta cũng tin đó. Do vậy đâu là cái lý do mà các hãng nước hoa niche thường để một cái giá cao hơn so với bằng phổ thông? Theo mình ở đây có hai cái nguyên nhân. Điều đầu tiên đó là kể cả những hãng nước hoa như Roja hoặc Creed thì chắc chắn rằng cái phân khúc khách và số lượng khách hàng của họ không bao giờ có thể bằng được với Chanel và với Dior, những cái hãng mà có một cái số lượng khách hàng cực kỳ rộng lớn trên toàn cầu. Thì những hãng nước hoa, kể cả những hãng nước hoa đắt tiền như là Niche, Creed hoặc là Roja, Kilian, số lượng của họ không bao giờ có thể bằng được với Chanel, bằng được với Dior. Điều đó đồng nghĩa rằng khi mà họ đặt về nguyên liệu, về chai lọ, về tem nhãn, về hộp, cái số tiền mà họ sẽ phải thanh toán không bao giờ được hưởng một cái mức giá ưu đãi, mà đây là sẽ cao hơn so với các hãng này, bởi vì họ đặt một số lượng lớn hơn thì chắc chắn họ sẽ được nhà cung cấp cho một cái giá ưu tiên hơn. Còn với những hãng nước hoa niche, cái số lượng sản xuất của họ nó rất là ít, thì cái số tiền mà phải thanh toán cho các nhà cung cấp về chai lọ, về làm mùi, về hộp, tất tần tật sẽ không được hưởng một cái giá ưu đãi. Và đó là cái lý do họ phải đẩy cái giá bán cao lên để bù mà cho những chi phí đó. Lý do thứ hai mà tại sao niche lại có giá cao hơn, bởi vì các anh em hiểu rằng cái phân khúc họ hướng đến là một nhóm khách hàng riêng biệt đó, họ không bán mở rộng ra mà chỉ là một nhóm khách hàng riêng biệt. Thì ngoài những yếu tố mà chúng ta thường hay nghe đến, đó là nguyên liệu chất lượng cao, là mùi hương thiên về nghệ thuật, ưu tiên về tính sáng tạo, thì mức giá là một cái yếu tố rất quan trọng khi marketing. Đã bán hàng là phải để kiếm tiền, chứ đừng nói là về pha mùi không để bán, là về nghệ thuật, điều đấy là không tưởng. Đã bán hàng là phải ưu tiên lợi nhuận. Và cái mức giá đề ra để cho khách hàng người ta nhìn thấy những con số cũng là một marketing. Bởi vì thông thường khi, bản thân chúng ta cũng thế thôi, khi chúng ta thấy chai nước hoa có giá thành rất là cao thì mặc nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng cái chất lượng của nó sẽ tương ứng với số tiền mà chúng ta sẽ bỏ ra, ít nhiều chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.
và điều còn lại là chúng ta sẽ hạ tiền để mua. Và đấy là hai cái lý do chính mà mình cho rằng những hãng nước hoa niche thường phải để giá cao hơn so với mặt bằng phổ thông. Tổng quan lại, nước hoa nó không giống như hội họa, phim ảnh hoặc là âm nhạc vân 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 vân, những cái thứ mà chúng ta có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơn, còn ở đây nó khá là trừu tượng. Vậy khi mà chúng ta xịt, điều quan trọng nhất đó là cái cảm xúc chúng ta nhận được là như thế nào. Mình nghĩ rằng nếu như một chai nước hoa đắt tiền và chúng ta xịt chúng ta thấy nó rất xứng đáng thì đó là cảm xúc của các bạn. Còn nếu mà một chai nó rẻ hơn nhưng nó cũng mang lại một cảm xúc mãnh liệt như thế thì nó xứng đáng được đặt ngang hàng với những chai đắt tiền. Còn về chi phí sản xuất, còn về tại sao lại phải để cao, những cái đấy chúng ta chỉ nên gọi là một cái gì đấy chúng ta biết thêm thôi. Còn nó không phải là một cái gì đấy nó quá là quan trọng. Quan trọng nhất đó là cảm xúc của chúng ta khi mà xịt đến ra. Ok, video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thích video này. Hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.